Vinatox của trường Trung Quốc, thì ngày Vinatox đã đầu tư cơ sở vật chất lương cao. Đây là những cái tấm hình của các hãng mỹ phẩm, các tổ chức, các đơn vị, các tổ chức phi chính phủ và những các câu lạc bộ và những các hãng phẩm mỹ như Dung Xây, Kera, Kena, Dalat, Dalat hoặc là Oxydon vân vân. Những các tấm hình này là do những các công ty mỹ phẩm tài trợ cho Vinatox. Còn đây là những giới thiệu bạn, đây là những cái bàn ghế để cho dành cho học viên ở trong hậu trường giảng dạy lớp lý thuyết. Còn giới thiệu mọi người đây là cái mục giảng để cho thầy giáo dạy cho học viên. Ở Vinatox này mình xin giới thiệu mọi người là một cái trường xuất hiện, trường trung cấp dạy nghề đầu tiên mà đã do ông thầy Vũ Đức Tiến đã tu nghiệp ở châu Âu và đế ở Sarkov đã mang cái trường phái Colibri về, mang cái thương hiệu này về hoạt động từ năm 1998 ở Việt Nam mình. Vinatox vẫn đang phát triển và thành công. Mình xin giới thiệu tất cả các bạn, mình cũng là Victor David Kiên, mình cũng là một thành viên của Vinatox. Mình mới vào Vinatox một năm nay nhưng mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc, bởi vì đến đây Vinatox luôn phát triển và mạnh mẽ và sáng tạo. Mình cảm thấy trong cuộc sống bây giờ là cần phải làm đẹp, phải bảo vệ, phải đẹp là bảo vệ cuộc sống của bọn tôi. Hôm nay tôi rất là hạnh phúc khi đã đam mê vào những cái nghề như thế này. Tôi xin cảm ơn.